Hiếu à, chưa gì có bảy bạn ở trong lúc mình lò mò vào đây không thấy bạn rồi. Ok à, đầu tiên thì mình vẫn nói qua về cái thi thử này nhá Thì bọn mình, mình uh, cho hôm nay là ngày tuần cuối cùng để đến kỳ thi rồi thì tuần này chúng mình vẫn sẽ có mở thi thử online nhé mọi người. Ha, mình sẽ cố gắng thử sức đến cuối cùng ha. Đấy, được chưa? À, về cái phần thi thử này ra cũng nói quá nhiều rồi. Chúng mình vẫn sẽ có những cái chức năng như là có bảng xếp hạng này, được chưa? có sơ đồ đánh giá nhá mình sẽ nhìn vào đây để mình check ha đến tầm này thì các bạn cố gắng là thêm được càng nhiều từ vựng càng tốt các bạn làm phần từ vựng ấy chứ cái tầm này nghe đọc thì nó sẽ hơi mất thời gian tầm này mình sẽ cố gắng là trau dồi thêm từ vựng nhé. rồi ok tiếp theo là chúng mình sẽ được xem lại bài thi nhé mọi người ok và cuối cùng thì ai đã thi bốn rồi thì phần này các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ là chúng mình sẽ có các cái mức được chưa có cái so sánh điểm của các đợt thi và lần này thì sẽ là đợt cuối cùng nhé mọi người ha. Đây, chúng mình đã hoàn thành bốn đợt thi đầu đó là 28 tháng 6 là buổi vừa rồi, không biết là ai đã thi phần này chưa? Và đợt 5 chính là đợt cuối cùng sẽ được mở vào tối thứ sáu tuần này và sẽ đóng cổng vào thứ bảy nhé mọi người. Được chưa? Để chủ nhật các bạn sẽ có một tinh thần làm bài tự tin nhất có thể nhá. Ok. Rồi ok, cũng hòm hòm rồi mình chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Livestream cuối cùng trong tuần này. Hay, mong là sau buổi livestream này đến thứ chủ nhật đến chủ nhật nhé các bạn có thể làm bài một cách tự tin nhất hãy nào bắt đầu ha rồi phần đầu tiên là phần kanji vẫn như mọi khi câu số 1 có vẻ hôm nay để sẽ khó khó hơn tí đấy ạ hãy hãy rồi hồng sang có đáp án số 2 hãy uh, long cũng chọn một đáp án 2 này lâm sàng chọn đáp án số 2 kỳ trộ câu này thì là tính là khoảng n 2 ha Uh, ví từ này là trong phần từ vựng thứ hai chúng mình gặp nó rồi này. Uh, Mai sàn đáp án 2, Lâm sàn đáp án 2, Hải đáp án 2. Từ này nghĩa là gì các bạn ơi? Chưa thấy có ai comment nghĩa này. Nghĩa là gì ta? Sensei ni nanani na shiryo o misete itadaki itadaita. Rồi. Diệu đáp án 2. Rồi chào quý sa. Đấy, đấy, mình còn gặp nhau nốt nay thôi. Ok, đó, ok, mình sẽ cùng Yến ra đáp án 2, mình sẽ nách qua đáp án luôn nhé, vì có vẻ như các bạn đều đúng rồi. Mỗi tội chưa có ai công comment giúp mình nghĩa thôi, ha, từ đây là Kicho trồ, đáp án hai, nhé, chính xác ạ. À cảm ơn quý sao, quý trọng, đúng rồi, chữ kỳ, quý trọng, nghĩa là nói về những cái quý giá quan trọng nhé. Sensei, nhị kỳ trồ nạ trí điều mình sẽ tê đài tạo. Nhớ chú ý trợ từ nhé, nhị, cấu trúc tê tà cự là được ai đó làm gì cho đúng không? Được Sensei, đúng không ạ? Mình sẽ cho xem một cái tài liệu quý giá. Có thể là những cái tài liệu hiếm tài liệu quý chẳng hạn thì mình đã được sensei cho xem nhá. Rồi, ok, hay. Rồi, cảm ơn mọi người, đều chính xác hết. Câu đầu tiên khởi đầu khá là ok. À, tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng nhau nhìn này, cái chữ này, chữ trọng này thì mình có hai âm đọc, một âm là chô, một âm là ju. Thế nên là nó lừa các bạn ở từ này thôi ha. Được chưa? thì trong cái từ Thai ju chẳng hạn, nhé, thể trọng nhá. Rồi, ờ Câu số 2. Câu này cũng dễ ha. Đấy, evet, câu này khá là dễ ha. Nào, à, làm mấy đây ạ? Đi bảo. Ý dê wa kurashitai ga Từ này sao ạ? Câu này chắc là N3, N2 cả N2 thì hơi quá, mà N3 thì khả năng có sẽ có người nhầm. Rồi, lê sàng cho đáp số 1. Yến chọn đáp án 1. Long chọn đáp án 1 và có dịch cho mình là nguyện vọng cái văn long xả. Uh, Yuki chọn 1 này, chiến sàng cũng chọn đáp án 1 là nguyện vọng. Uh, đúng không ta? 1 bằng cả nó. chữ này thứ nhất là mình có chữ này là chữ nguyện trong từ negai đúng không? Negai và bác này thì không có đọc là gen đúng không nào? Bác này uh, hay đọc với âm gan hòa trong cái từ gan uh, đơn xin si á. Rồi Hải chọn đáp án 2 này. Ừ, Hồng chọn một, Mai chọn một, Trang một, Lâm một. Ok các bạn đang chọn đáp án số 1 hết ha. À. Có một bạn là Hải chọn đáp án 2 thôi ha. Rồi nhớ nhá, chú ý mình nhá, hầu như đọc âm là gọng chứ không đọc âm là gen. Bên cạnh là chữ vọng thì từ này khá là quen rồi đúng không? Trong cái từ như là kỳ chẳng hạn. Nên đây sẽ là vô có trường âm. Đáp án đúng của chúng mình đáp án số 1 nhá. Găng vô chính xác. Rồi, dịch sẽ là nguyện vọng mong muốn thôi ạ. À. Câu này sẽ gì là gì đấy? 以前は海外で暮らしたいという願望が強かった. <laughs> à, chủ ngữ thực ra nằm ở đây nhưng mà tuy nhiên đây chỉ là dạng uh, nhấn mạnh thôi. Trước đây đúng không? Mình sẽ tìm đây nhá. Cái gì đó rất là suy rất là mạnh mẽ đúng không? Trước đây cái mong muốn tôi yêu mô tả nội dung nhá. Đằng trước tôi yêu sẽ là một mệnh đề, sau tôi yêu là một danh từ. Và nó sẽ mang nét là gì ạ? Mệnh đề này sẽ đứng vai trò bổ nghĩa cho danh từ. Được chưa? À, trước đây tôi đã có một cái nguyện vọng rất mạnh mẽ rằng là muốn sống ở nước ngoài Tôi đã mong muốn, rất là mong muốn sống ở nước ngoài nhé Cái nguyện vọng muốn sống ở nước ngoài của tôi thật mạnh Ok, ok, cũng được Nhưng mà nghĩa là mình đang dịch kiểu kiểu uh, ngữ pháp thôi Thế nhưng mà đấy sau khi mà các bạn lên cao hơn á Thì câu có thể dịch theo dạng ngữ pháp nhưng mà mình cần biến đổi một chút xíu uh, Cho cái câu nó mềm hơn và cả nó thuần việt hơn nhé Ok, các từ khác thì không có rồi Hay. Yuki, câu số 3 Ê, từ này khó nha Từ này được 2 nha Từ vựng này đã xuất hiện một lần trong đề thi Nhưng nó không phải ở phần kanji Mà nó nằm trong phần từ vựng Đúng không? Hãy, nào Đáp án gì đây ạ? Một, hai, 4 4 Bốn, là bốn từ đều có nghĩa luôn Ok Câu trước khá nhiều bạn đúng Xem câu này có ai có nhiều bạn đúng không nhá Câu này chắc là lại trừ được ha à, Yuki-san sẽ đáp án số 3 Binh, càng, nọ à, Hải chọn đáp án 3 Hồng chọn 3. Ok. Shakai uh, no hataraki ni nana ni na hito wa shigoto de seiko suru. À, Long sàn chọn 3 và có dịch giúp mình là nhạy cảm. Hay, cảm ơn Long. Quý sàn chọn 3, khoa 3, kế lâm 3. Các bạn này đã chọn đáp án số 3 để xin nhé. Lê sàn cũng chọn đáp án số 3. Binh cả. Binh cả. Ok. Rồi. Hay, tâm sàng 3 rồi. Ok. Tiệp sàng lâm sàn để chọn đáp án số 3 ha. Hoa sàn chọn đáp án 3 rồi và như long lại có dịch cho mình là nhạy cảm đúng không nào à, trong thời gian mình dịch các câu khác thì các bạn cố gắng xem lại cho mình sinh cô cự you should sinh chỗ là gì nhá mọi người rồi đáp án chính xác đáp án số 3 hai ok rồi lớp mình siêu quá trời không có ai chơi ai sai cả Shakai no hataraki binkan na hito wa shigoto de chủ ngữ nhá được chưa vậy thì chủ ngữ đây là người đoạn đằng trên này sẽ là dạng bổ ngữ ha Người mà nhạy cảm với những cái sự vận hành của xã hội ấy, thì sẽ thành công trong trong công việc được chưa? Người nhạy cảm với sự vận hành của xã hội sẽ thành công trong công việc. Đó, đấy là nội dung của nó. Rồi, à, em không biết đáp án 3 như em biết đúng không? Câu này hoàn toàn bạn thì gọi lại trừ được đúng không? Rồi nhớ nhá, thì mình thêm từ này ha, nhạy cảm được chưa ạ? Nhạy bén. Tuy nhiên hàng này đã xuất hiện trong phần từ vựng của N2 nhá, nhưng các bạn nên nốt nó vào sổ tay ha. Rồi từ này trong đọc hiểu em gặp rồi trong cả phần từ vựng nữa đúng rồi đấy ạ. À. Hai chính xác. Ai mặt mụn để ý mua mỹ phẩm nha. Ủa nan thế. Rồi xin cô cư nọ xin cô cư chúng mình sẽ có từ này. Chưa thấy ai công mừng cho mình nghĩa ha xin cô cư nọ. À, nghiêm trọng nhá, cái này cũng là một cái từ khá là hay dùng nhá. Ok chính xác. À, nghiêm trọng ưu tú, chính xác ạ rồi tiếp theo là mình có yushina cũng là một từ khá là hay gặp là ưu tú đúng không yushina chữ hán đây nhá trên này chắc là sẽ hơi khó nhìn chữ hán nhưng mà mình cứ viết cho mọi người ha yushina được chưa uh, sinh na thật trọng ok cảm ơn hải Giang sinh để đẩy xuống nhá Hãy Chứ chúng em là bé quá, hơi khó viện hạn xin chờ nào, thận trọng, ok rồi Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đến mấy câu số 4 nào Nhớ không <laughs> Chào kiên sàng <laughs> Rồi học đây, cố gắng đi. Đỗ N2 đi các bạn ăn lên N1 thì mình lại gặp nhau ha? Rồi số 4, thực ra từ này N2, N2, N3 N3 nhá Nếu mà tính về mặt hình thức thì nó chỉ tầm N3 là vì khá là dễ đoán nghĩa cái từ này cũng là một cái từ hay xuất hiện ở trong mấy cái bài nghe này hoặc là mấy cái bài liên quan đến thông báo thông tin, các bạn nên nhớ từ này nhá. Rồi ok, à uh, quy sang chọn đáp án số 4. Trao thủy sang. Lâm chọn đáp án 4, Lan Sen Zucker. Yuki chọn 4, Lê sang chọn đáp án 1. Ok, đang có hai cái này ha. chị có. Có đây nè. 1 với 4. Cứ uh, đi chọn 4 này Yến 4, tiến 4 Rồi kế lâm 4, thu trang 4 Các bạn đã chọn đoạn 4 ha Khá là nhiều Tiếp Sản chọn 4 Tức là nghĩa là gì ạ nhỉ? À, tức là nghĩa là gì ạ? À, điểm đến đúng không ta? Lao xả điểm đến đúng không ta? Ừ, Nhật chân chọn 4, phú lê 4 Các bạn đang chọn đáp án đúng rồi Nhưng mà nghĩa thì chưa phải Chưa phải nhá, chữ chọc cự cự tức nghĩa là trong cái từ kimasu Tsukimasu Là đến nơi đúng không? sen là trước Hát sen là trước Thế nên câu này phải là gì đấy ạ? À? à vâng, như rượu xà nhá Đến trước Rồi cái okay, đáp án đúng chính xác Nhưng mà này sen chọc cự Sen chọc cự Được chưa Rồi, sen chắc cự hẹc mê xa Kinen prezento shimasu ừ. Cho tôi nhí Tức nghĩa là hành động này mang tính ảnh hưởng đến đúng không? Vậy thì đây là khóa chủ ngữ cùng nhau sẽ là chúng tôi sẽ tặng những cái sản phẩm kỷ niệm cho 100 vị khách đến trước. Được chưa? Đến một vị khách thứ 101 là không được tạo sản phẩm nữa rồi nhá. ok, chính xác. Nhá, nhớ trí từ này nó rất hay ra trong những cái phần kiểu thông báo hoặc là mấy cái bài thông tin ấy, để ý cho từ từ này nhá. Saki là ban nãy thì không phải nó rồi, Saki chắc cự không có nhá, Senki cũng không luôn. Hả? Sen chắc cự. Hãy cố bằng câu số 5 Seizu Xem nào của ai sai câu này không? Wagasha no shouhin wa koko -ko de seizu sarete iru Rồi chuyển sang bài chọn chữ Hán rồi ha Rồi xem các bạn nào Huy sẵn kệ cái... okay. đúng là tuần tuần gần thi có khác này đông quá <laughs> tại 188 người vào xem ok khoát ra đoàn 4 yến đoàn 4 các bạn đã vào xem thì cố gắng comment nhá Hai quý đáp án 4 câu này chỉ tính tầm khoảng N N3 thôi. N2 thì nó nó hơi hơi dễ, N3 ha. Ờ, phương 4, Q4, Hương 4. Ok, các bạn để chọn đúng ha. Lâm sản cho đoàn số 4 C dù không ai chọn 2 à? À quên Khoa chọn 3 à? Ok, quý sản sản xuất. Đình Lâm chọn 4. Rồi, quý chế tạo. Ừ. Chữ chế với chữ tạo đấy nhé. À, nghe về hợp lý ha. Rồi okay. Lan Sàng cũng chọn đáp án 4 luôn Hoa chọn đáp án 1 à, Long chọn đáp án 4 Rồi ok mình sẽ cùng nhau xem nhá Đáp án đúng trong câu này sẽ đáp án số 4 nha mọi người Đáp án 4 Wagasha no Chủ ngữ đây Koko Chính xác mình gồm chữ chế nhá C này trong chế Và chữ này trong từ tsukuru Chế tạo seizo Sản xuất chế tạo ok bạn đều đúng hả Chính xác Rồi về câu hiện dịch là sản phẩm của công ty chúng tôi đang được nhá, được sản xuất ở đây, được chưa? Các chữ Hán khác thì nó cũng khá là lừa mọi người. Đó là chữ chế này. Chữ này cũng có âm đọc là C. Thế nhưng mà khi mà nó xuất hiện thì nó sẽ mang nét là theo kiểu chế độ nhá. Được chưa? Chế độ nhá mọi người. Dùng nhà C phục cử. Đó là chữ dùng chữ chế này. Tiếp theo là nó cũng lừa các bạn ở cái chữ này. Chữ này cũng có âm đọc là dụ. Thế nhưng mà dụ này là tăng. Trong từ dụ cả nè để chưa và một hai ba thì đều không có chữ hán này xuất hiện chỉ có bác này là bác ấy có nghĩa thôi đó kết gì này vẻ siêu quá trời chưa ai sai câu nào số 6, yabureta ơi này n ba này. nè nhé xong... Khỏi n ba n bốn rồi, dễ quá rồi ok à, đó, đó, đúng rồi long sàng chính xác cái chữ chế đấy trong từ chế độ nhé c hệ độ hoặc là c phục có một năm nó ở trong phần phần gì nhỉ phần tiền tố hậu tố đó, thì nó cũng mang nét là chế độ thôi nhá. Rồi, yabureta osatsu wa koukan shite moraemasu ka? Ừ, osatsu. ra từ này nó có hai âm đó, một là o oh, fuda, hai là osatsu. Nhưng mà trong trường hợp này mình nghĩ là tiền sẽ hợp lý hơn đúng không? Rồi, một có câu nào khó không? Họ gọi eo ơi, thật sự đây <laughs> từ từ. Rồi, quý chọn ăn một hải một hương một. Đấy, quý xem tí nữa có được mang tém nhá. Rồi, uh, Selena Yuki 1, rồi Huy chọn đáp án 1 là Jack, Lâm chọn 1, Trương 1, Long và Trang cũng chọn đáp án số 1. Hầu như là nó chọn đáp án số 1 đúng không? 2, 3, 4 mọi người đọc được không? 2, 3, 4. Uh, Nhật Nam, Nhật Nam chọn đáp án, chọn đáp án 2 hả? À? Ngọc chọn 2, Khoa chọn 1, ờ, uh, Ngọc vậy xá rồi. Thế là đang nhìn nhìn lướt đúng không? Tại vì sao lại chọn đáp án 2 dễ nhầm? Bởi vì thằng 2 này mình cũng đọc là Yabudeta. Yeah, yaburere. Thế nên là khi với những cái trường hợp mà bị trùng như thế này thì phải xem nghĩa câu nhá. Chủ ngữ đây ha. Yaburetta osatsu wa koukan shite -e ka? Cái tờ tiền thì không thể là bị đánh bại được mà tờ tiền phải là bị rách. Nên đáp án nó sẽ là đi chi bản đấy, tạo Ok. Đấy, tiền đáp án 2 này đi liền này. Rồi ơi. Còn cái thằng này mặc dù nó cũng là chữ yabureru nhưng mà nó mang nghĩa là thua. Trong từ shippai ấy, thất bại các bạn, thua bị đánh bại, đấy chưa? Câu này sẽ dịch là cái tờ tiền mà bị rách rồi á, thì có thể đổi cho tôi được không? Cô căng nhá. Đổi nhá, đổi lại, đấy chưa? Rồi, ok, đó, chính xác. Ừ. thế nên là trong trường hợp như thế này các bạn phải chú ý cho mình nghĩa nhá, nghĩa câu. Rồi, số 3 về số 4 mọi người đọc được không nhỉ? Số 3 và số 4. Rồi, ok, Hay, may quá ít người bị lừa <laughs> rồi số 3 là gì số 3 là một từ trong nửa hai mình có đây đọc là thà được nhá thà đê được là chịu xuống hoặc là nhỏ xuống được chưa ạ thà đê số 4 là một từ khá là quen thuộc cứ dư được dư thì nó mang nghĩa là bị sụp đổ bị phá hủy ha rồi vậy thôi ấy suy nghĩ nãy bạn câu số 7, ken mê câu này nửa 3 nửa 4 còn nữa <laughs> nửa bốn dễ quá trời rồi ok, cảm ơn Phú Hải với cả Khoa rằng Long sàn nữa ha, cho mình những cái đáp án khác Rồi ok, thả đợi lan sàn ok Rồi nào, câu số 7 Câu này dễ quá Thả dấu cư nô thả mẹ Chị ta đại Ui, ok, sư gối Đó, một lần này, một lần nhắc lại đúng không? Nhắc lại thì mình mới nhớ được Rồi nào, mai sàn trả đoàn 4 Đức Hồng, tiền sách các bạn đừng đổi mà gửi cho tôi nhé Ủa? <laughs> ok <laughs> rồi ok xe xe cười gì ôi cười, cười. cười từ nãy đến giờ rồi vinh sáng rồi kê okay. nào quý cho đáp án số 4 mất thế 4 ơi quý uh, trần xuân quý chọn 4 còn quý quý tộc là chọn một nha uhm. trương sàng chọn 4 hana chọn 4 tâm sàng chọn 4 nhật chân chọn 4 đều chọn 4 ha dông bằng đấy dông bằng đấy cả ở cô này dễ mà sao mà sai được ta? Quý rồi, Khoa sàn chọn 4, Huy chọn vốn Diệp 4, ok Câu này dễ quá nên mình nick nhanh nhá Quá trời dễ rồi Nó cho cái cụm từ Ishokenme Nó bằng 4, chính xác, không có gì để bàn cãi hết Làm việc một cách chăm chỉ, đúng không? Ừ, rồi, hầu như để đúng hết, đấy, quý Nào Khá no tame nó mê, mê cấu trúc mình học rồi này là để, đúng không nào? Tuy nhiên phía trước nó mà là danh từ thì nó sẽ thường mang nét là có thể là cho cái đối tượng đó nhé. Ừ. À, hoặc là vì cũng được khao dốc cơ mẹ đúng không chi chi làm chủ ngữ này bố tôi đã làm việc một cách rất chăm chỉ vì gia đình được chưa rồi ok Ken me chính là nó đấy các bạn ơi cố gắng nỗ lực hết mình nó đó ừ. còn các đáp án một không có nhá hai không có nhá và ba cũng không xuất hiện luôn nó không có nghĩa luôn á cái chữ hiền này là là một chữ trong n 2 từ này thì nó cũng đọc là ken thế nhưng nếu mà dùng từ ken mê về chữ hán này thì nó phải là chữ này ạ à. À, đó, nó là chữ này nhá. Ken là ken này, nhưng mê là chữ minh nhá các bạn. Nó mô tả việc sáng suốt ạ. Được chưa? Nhá, đừng nhầm nhá. Rồi. hãy hãy ok, nếu đúng hết. Rồi, câu số 8, Hachiba, mình có từ điều cái. Chắc từ này dễ đoán, câu này khá là dễ đoán. Kokuseki fume na ờ quên, Kokuseki fume no fune ga Nihon no ryokai ni haitte kita. Rồi, à đúng rồi, đúng rồi, trong từ kashikoi, ok, phụ sang sử gọi nè, ok ạ Đó, cái chữ hiền vừa nãy á, nó trong từ kashikoi, thông minh, cái từ này các bạn cũng nên nhớ nha Vì trong đề thi nó sẽ có, ha Hải đáp án 4, 4, 4, 4, ok, Nhật Trân chọn đáp án 4 Ngọc chọn 4, câu này như mình thấy dễ đoán, không có quá khó bởi vì mấy cái từ kia nó chả có liên quan gì hát Rồi, Hà, Quý Sản chọn đáp án 2, ủa mất cái chọn 2 Trân chọn 4, Phú chọn uh, à, Phú là Lãnh Hải rồi Lan chọn đáp án 4 à, Nhật Trân Lãnh Hải Rồi Long Sàng chọn đáp án số 4 4 hợp đi chứ nhảy Rồi ok các bạn đây đang chọn đáp án số 4 đúng không Huy và Trương cũng chọn đáp án 4 Đúng không nhỉ yeah. Cũng này dễ quá trời ha Rồi Ok mình sẽ cùng nhau xem nhá ừ, Nó phải là Lãnh Hải mới đúng Được chưa ạ Hokuseki Fume là cái gì Kokuseki là quốc tịch này Các này chắc đã biết rồi này Fume tức nghĩa là không rõ Được chưa? Chủ ngữ nằm ở đây Một cái con thuyền không rõ nguồn gốc Đúng không? Đã tiến vào vùng lãnh hải của của Nhật Bản Nó hoặc là hải phận cũng được Giống như kiểu Việt uh, máy bay ấy, Thì nó có không phận Thì đây sẽ là hải phận Nghe khu vực biển của quốc gia đó Nhá, gọi là lãnh hải Ok, chính xác, đều chính xác hết Rồi, rồi nè Ừ. Các bạn khác mình sẽ cùng nhau xem nhé Chữ này là chữ Chữ gọn đúng không Chị ngoan trong ngoan cổ ha đọc là gọn nè. gọn cô nó gọn chữ này thì có hai âm đọc một là diệu hai là điều ờ, liên quan đến chữ ngư ngư ví dụ như là ngư dân là điều si chẳng hạn hoặc là ngư nghiệp là diệu diệu chẳng hạn đó chữ này thì <laughs> trong từ cô độ nhé cô nô cô độ chẳng hạn đó nó dùng với từ nghĩa như vậy rồi từ sugi, câu số 9 câu số 9 nào À, có số 9 chưa? Rồi, à, nói qua một chút vì hiện tại là chúng mình sẽ có kỳ thi vào chủ nhật đúng không? Và sau đó thì mình nghĩ là các bạn thi xong thì sẽ biết được điểm số, biết được điểm số thì cũng không hẳn Mà là cũng sẽ có cảm quan là mình liệu có qua được hay không Thì thường sau đó các bạn sẽ có những cái lộ trình riêng ha Và chuẩn bị cho những bạn mà đã đỗ N2 trong kỳ này Và có thể là một ôn tập lại thì bên Dung Modi có một lớp VIP 500 N2, N1 nhá rồi, thời gian khai giảng sẽ là 22 tháng 7 Đó, cũng sắp rồi các bạn à, Cấp độ sẽ là N1, N2 này Thời gian học thì mình có 52 buổi Học qua Zoom nhé bạn Tức là học trực tiếp với giáo viên ấy, Chẳng là, là qua một cái phần mềm giữa thôi Zoom Và kết hợp livestream nhóm kín Thì livestream các bạn sẽ gặp mình Đấy. Rồi, tiếp theo là lộ trình học Chúng mình sẽ có 4 trạng nhé bốn trạng thì ra ôn lại kiến thức này Học kiến thức nền này uh, luyện đọc nghe này và cuối cùng là chúng mình sẽ có 12 buổi Uh, học về chiến lược làm bài thì đây sẽ là phần luyện đề rồi vào uh, đây này uh. trời ơi quá trời được thầy dũng Cô thanh kèm trực tiếp trực tiếp nha các bạn ừ xin đây thế em phải <laughs> ok skip <laughs> đây một chút nhá rồi cam kết đỗ và nhớ nhá không đỗ được học lại miễn phí ok rồi skip ha Đấy, nào câu số 9 đăng vào guồng tự nhiên lại đến quảng cáo <laughs> Rồi, OK chưa biết kết quả thì làm sao? Chưa biết kết quả thì mình đợi một chút. Thì rất là thi xong là bắt đầu các pháp sư Trung Hoa rất là nhanh nhẹn. Là thường là các bạn sẽ có thấy ngay đáp án hoặc là đề luôn. Đó thì mình sẽ có thể so đáp án được luôn á. Đấy, rồi? OK rồi. OK quay lại nào bạn. À? Câu số 9 Đấy quay lại phát gặp ngay một câu khó. Rồi OK chí tựa sau rồi. Oh, okay. quý sản chọn đáp án 1 long cho đáp án 1. Câu này là một câu đã xuất hiện trong đề thi cũ đấy các bạn nhá. Quý tộc lần nào? Tuần <laughs> nào? Rồi, rồi, quý chọn đáp án 4. À, quý quý tộc chọn đáp án 2 đùa đấy. Mình vào đây mình phá game đúng không? Hải chọn đáp án 1, Sena Yuki chọn 1, uh, Huy cũng chọn đáp án 1, hồi phục nhanh chóng. Ok, mình có từ khai phức tử là hồi phục nhá. Mai sẵn chọn đáp án 4, Chiến chọn 1, Duyên chọn 1. Uh -huh. Thật ra là nếu mà nhìn vào mặt chữ đi, thì sẽ có khá là nhiều bạn chọn đáp án số 4 hoặc là số 2. Bởi vì nó có chữ biệt, nó khá là nghe khá ổn với cái chữ, chữ xíu đúng không? Nghe ok ai giải lòng vẫn còn nhớ đề luôn rồi nhưng mà tuy nhiên nó bàn đúng của chúng mình nó bàn số 1 nhé các bạn ghế kitateki thì nó có hai kiểu một là nó sẽ thuần với cái nghĩa nó là kịch tính để chưa ghế ờ, nó có cái nghĩa là nó mang nét là thuần là kịch tính như trong trong phim truyện chẳng hạn ngoài ra nó còn mang nét là đột ngột nhanh chóng nữa thế nên câu này nó sẽ là bàn số 1 hợp lý nhá à, anh quý đang tạo điểm nhấn đấy ạ. À? <laughs> ok rồi chủ ngữ đấy ha. Tsugo là sau khi phẫu thuật đúng không? Bố tôi sau khi phẫu thuật. chúng mình chú ý là mình trận cái 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 ngữ pháp này nhá, hô độ đến mức nhá. Mô tả mức độ nhá. Được chưa? Sau khi phẫu thuật bố tôi đã hồi phục nhanh chóng đến mức mà cả bác sĩ cũng phải ngạc nhiên kinh ngạc, được chưa? Ye kite Rồi, à, ok cảm ơn quý. Số 2 mình có từ kakubetsu. Đó là đặc biệt mang tính ngoại lệ luôn nha, đặc biệt khác biệt được chưa số 3 mình có từ sinh nghiêm túc được chưa cái này khá là dễ thôi số 4 chúng mình có từ này đó là kiêu 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 đại đúng không nó mang nghĩa là mạnh mẽ hùng mạnh nhưng mà nó thường đi với liên quan đến quốc gia kẻ địch này quyền lực này đó được chưa ạ rồi xin ghi nhá Câu số 10 Câu số 10 nào nào, câu số 10. hay, 新しい世界,え, ngoại cônni thích yeah. dụng được gaimu để hoshi. Rồi câu này sẽ là câu um, tiền tố hậu tố đúng không ạ? Rồi. Thứ nhất mình thấy n2 trong các cái trình độ n thì mình nghĩ là n2 nó là cái phần khá là khó ăn nhất rồi, những cái phần từ vựng ấy. Ở n1 thì các bạn sẽ không còn cái phần tiền tố hậu tố này nữa. Đó, và cái ngữ kanji uh, nữa, hình như mình cũng bớt một bài đó. Rồi, nào, câu này sẽ sao ạ? Câu 10 mình thấy câu này dễ mà nhỉ? Hãy Hải cho đáp án số 3. Tao cho đáp án 1, Phương chọn 1, Trương chọn 3. Quý 3 là sai đi ngủ. Ồ, oh, các phân vân giữa 1 và 3 ha. 1 và 3. Ừ, chắc là cũng nghe qua rồi nhưng mà nó không nhớ là cái nào đúng không? Kim Chi chọn 1, Phương Nguyên chọn 3, Long chọn 1, Quy chọn 2. Wow well, Yến chọn 3. Rồi, okay, các bạn phân vân 1 với 3 là nhiều ha. À rồi, Lan. Rất dài, mình gõ luôn bằng bằng điện thoại đi là ra ngay từ rồi Ok, đáp án đúng của chúng mình là đáp án số 3 nhé để được chưa ạ? số cụm từ nhé mọi người Riêng cái bài tiền tố hậu tố nó là dạng cụm từ rồi Nó không thay bằng các từ khác được nhé mọi người Gaimusho là bộ ngoại giao Thực ra là ai đã học phần kanji Bên dụng mori là nó có cái từ này rồi nha Có luôn rồi nha, ha à, uh, thế là ứng dụng hoặc là đưa vào này để chưa coi sẽ dịch là te hoshi là muốn có đúng không hay uh, em quay xe chọn ba <laughs> rồi chính xác bộ ngoại giao nhá bạn ừ. muốn có một bộ ngoại giao có thể ứng dụng vào đúng không? cái nền ngoại giao thế giới mới đó rồi còn cái thằng số 1 là mình đọc là chỗ uh, nó sẽ trong những từ như diu chỗ chẳng hạn ha chữ này đọc là trồ nhưng mà nó là cái nó là cục Ví dụ như là cục khí tượng Mình có từ khí show trồ chẳng hạn nhé Chứ đây thì không liên quan lắm này liên quan đến sản phẩm buôn bán thôi show trong chữ thương, trong thương mại nhé Rồi, ok câu số 11 Nào, từ đồng nghĩa à, Ok em viết lại cho em nhớ rồi Ok mọi người nhớ nốt lại nha Rồi câu số 11 Chúng mình có từ gì ở đây ta Ừ, đó, từ này, từ này, từ này gặp này... nhỉ Tên này cũng không khó lắm Thực ra với mình nó không khó lắm vì mình đã gặp nó rồi Còn nếu bạn chưa gặp thì có thể khả năng là Cũng sẽ hơi hơi phân vân đấy ha Rồi như Quỳnh cho đoạn số 1 Sư sư đạ Sư sư đạ Nè à, Tháng sàn cho đoạn 1 Sena, Selena Yuki chọn 1 này Quý sàn cho đoạn 1 ừ. Rồi các bạn biết từ này là gì không? Mi sản sản đoàn số 1 Rồi quy chọn 1 Trời ơi à, ừ, Chào Đức Sáng Ai đây ta? hay ai đây ta? ngân đúng chính xác là tùy <laughs> rồi bên chọn ra một một tiên tiên đoạn ừ, ừ, âm hàn đúng không chúng mình sẽ có từ này là sen nhá và từ này là tăng tăng này nó mang nét là hai đầu hai trong cái từ uh, kiểu cứ tăng chẳng hạn đúng không ừ, cực đoan đó ừ. uh, còn gì nữa nhỉ mình còn từ gì với chữ tăng này cũng hay hay gặp ha nó liên quan đến hai mép hai đầu nhá rồi uh, tiên tiến Ok, hầu như các bạn đều chọn chính xác ha Tân Tiến, Tiên Tiến, Đăng Khoa và anh Lê Hana Bùi đều chọn đáp án 1 Rồi ok, chính xác đáp án của chúng mình đáp án số 1 Thực ra từ này ai biết rồi thì nó dễ Ai chưa biết thì nó khó thôi, đúng không? Sen Tao sẽ là Tân Tiến nhất nhé Rồi Kono kaisha de wa sen tăng o Rồi Tân Tiến, mình sẽ có dịch từ đây ha Chủ ngữ là ở đây ở công ty này được chưa ạ những cái nghiên cứu mà sử dụng cái kỹ thuật tân tiến đang được đang được tiến hành đúng không đang được tiến triển lên rồi cho sơn đạo sư số 2 chúng mình có từ này thố ga đệ thố ga được là sắc nhọn nhé thố gắt tạ thố ga đệ sắc nhọn rồi sư gọi <laughs> nè ok thố cứ biết cũng biết sự thôi không cần phải nói nữa ha đặc biệt và Yume mê thôi cái n 4 rồi mình không muốn nói nữa ha chỉ có một cái thằng số 2 này trông nó hơi lạ lạ một chút này này thì mọi người nhớ nó nhá à, từ này cũng có một lần xuất hiện trong đề thi từ vựng nhưng nó lại nằm ở phần gì nhỉ nằm ở phần cách dùng đúng của từ đó mọi người nhớ chú ý ha rồi tiếp theo câu số 12 hai từ này chắc là nhiều bạn biết lắm đây này mà môn mà môn cái này dụ các bạn mà đi tàu qua nào chắc là trong 190 bạn đây chắc cũng phải hơn một nửa là đang ở Nhật đúng không? Đó thì rất, rất, hay nghe câu này nếu mà đứng ở tàu ha. Mà muốn nó cứ xin Đó, rất hay nghe ha. Rồi nên câu này mình chắc là sẽ rất nhiều người đúng thôi. hoàn chọn đáp án 1 ạ. À. Rồi, hằng gấu chọn 1. Đang khoa chọn 1. Hải Quy sàn chọn đáp án số 1, với câu này dễ mà. Nè. Hải chọn đáp án 1. Ok. Đức sàn cho đàn 1. Rồi, chương cũng chọn một luận. Mô Câu này dễ quá. Rồi, mà mô nà cử bà nhị thô chắc sự sổ Mình có từ game bà là hiện trường đúng không nào? Hay. Rồi, và mình có từ thô chắc cử. Thô chắc cử là đến nơi nhá. Khá là hay gặp. Cấu trúc ngữ pháp sổ tạ, nghe nói. Rồi, kê okay. sắp sửa một chắc chắn luôn mà mua đang cự gì đây Shibuya ok rồi tôi sắp đến sửa ai nào nghe nói là sắp đến rồi chính xác mà mô cự là sắp nhé nó bằng với từ mosu nghe nói là sắp đến hiện trường rồi sắp đến cái nơi đó rồi được chưa mình sẽ cùng cái okay, hầu như trả ai có ai sai cả câu này dễ quá trời hay nào có đáp án khác sukoshi okurete là muộn một chút không phải rồi yote dori nhị đúng theo dự định cũng không phải hoặc là kế hoạch Gia tộ là cuối cùng nhá nhà tội này nó rất hay đi với bê tả ở phía cuối ha nè Cuối cùng đã thế nào đó rồi Gia tộ cô gà Ok, dư Câu số 13 Mệt ta nhị ừ. cũng, 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 cũng quen ha Cái này cũng dễ ha Rồi các bạn mệt ta Đáp án mấy đây ạ Rồi nè Yamada-san wa itsumu okotte -ok ite Mệt ta Ha Mệt ta nhị, lúc nào nó cũng đi với nai rồi Đáp án mấy đây ạ? Hàng gấu chọn 4 4 Rồi, uh, Mai Diên chọn 3 <laughs> Hiếm khi, hầu như Ok, Long chọn đáp án 3, Quy chọn 3 Đức chọn 4 Hà chọn 2, Hà Dung chọn 2 Nam tổ mô hả? Nam Rồi, Thanh Minh chọn đáp án 4 Các bạn đang phân vân giữa 2, 3, 4 hả? Ủa, rồi, xong rồi, có cả đáp án 1 rồi Hà rồi 1, 2, 3, 4 đều có những người phân vân rồi Linh Nguyên chọn 4 ừ, Chiến chọn đáp án 3 hầu như không Chùy Trang 3 mai cua 3 uhm, Số các bạn chọn 3 đang tăng lên ha Các bạn ăn thẳng hồ tôn độ nè Hồ tôn độ à, Rồi tiếp theo xem nào Hiếm khi à, Trần Thiên chọn 3 à, Ok ok long sàng ừ, Có thể nhớ cái cặp như thế luôn nhá 4 là thỉnh thoảng uh -huh. Rồi nào Thứ nhất là metani nó rất hay đi với nai nhớ nghe giúp mình nhá metani nai hiếm khi được chưa hiếm khi hay câu này sẽ dịch là Yamada thì lúc nào cũng rất là cú tê lúc nào cũng hay hay cáu giận hay nổi nóng đúng không và hiếm khi cười thì hiếm khi nó sẽ là cái gì nó là tham ăn hay là hồ tôn độ chức đúng không ạ chỉ có phân vân giữa 4 với ba thôi nhưng đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 3 nhé bạn hồ tôn độ được chưa ạ Hầu như các bạn đều chính xác này Tại sao lại hồ tôn độ mà không phải là bún Bình thường các bạn đã có những cái từ chỉ tần suất như là thổ Đúng không? Từ này là thỉnh thoảng này Tiếp theo sau đó tần suất thấp hơn của nó sẽ là tham a Và cái anh mệt tà nhí này anh còn thấp hơn cả tham ma nữa luôn á Anh còn ít hơn tham ma nữa Thế nên anh thì vậy tham ma nhí nó không có bằng nhau Nhớ nó phải bằng hồ tôn độ hầu như không luôn á Được chưa ạ? Hatashite thì có hai nghĩa Một là quả nhiên, hai là liệu rằng Thì cái nghĩa liệu rằng đó Nó sẽ hay đi với cái dạng đà đồ Cá nhiên Long vừa nói đó, Đấy chưa Còn nan tổ mộ thì cũng hay đi với nai Không một chút nào nhá Nó sẽ là phủ định hoàn toàn nhá Ok, được chưa Rồi, thế là lời bao nhiêu bạn đúng đó Rồi, mình sẽ cùng nhau xem tiếp nhá nó cũng không bằng kỳ đâu kỳ nó cũng sẽ ít hơn nhưng mà nói chung bạn phải hiểu cái form của cái bài từ đồng nghĩa này này nó là tìm từ gần nghĩa nhất chứ nó không phải là một tìm hai cái từ nó hoàn toàn bằng nhau nhá nó là tìm từ gần nhất mình sẽ xem xem bốn đáp án cái nào gần nhất thì mình chọn ha rồi câu số 4, câu này thì mình nghĩ là dễ câu này N ba nha N sao dễ quá trời bữa có ai hỏi anh N ba nhỉ N sao nhỉ à À, tuyết sẵn khi nào ôn gel PT N3 Ừ, thứ thực ra là cái livestream này mình đã chạy được 8 tuần rồi đấy mọi người Và buổi N3 mình nhớ đó là buổi ngày thứ sáu à Thứ sáu sẽ có một buổi nữa ôn GLBT N3 nhá Và buổi thứ năm thì sẽ là ôn N3, N2 nhá ờ, Những câu khó được chưa ạ? À? Mình cứ vào mình xem cũng được Rồi ok, rồi câu 14 lướt qua một chút nào Quy cho đáp án 2 Rồi Dung 2, Lan 2, Hana Bùi 2, Đăng Khoa 2 Mai Duyên là chỗ đáp án số 1 hả? Ok, Long nghỉ giải lao Rồi chọn đáp án 2 Các bạn nào chọn đáp án 2 hết à? hả? Uh ờ -huh. Rồi, Chiến chọn 2 Mai cua 2, Duyên 2, Như Quỳnh 2 2 Thì này dễ mà, đúng không? Các bạn nhìn vào đây nhá 2, rồi okay. cái cọn này đã chọn thiên với đáp án số 2 Cái cụm từ cái chân này nó là cái gì? Nó là Iki Nuki Đúng không? Iki là hơi thở Nuki là xả nó ra Đúng không? Bỏ nó ra ngoài Thở ra một hơi thì sẽ là gì ạ nghỉ ngơi nhé mọi người nghỉ ngơi đáp án đúng sẽ đáp án số 2 nhé mọi người nó phải là nghỉ ngơi chứ kiu ke để chỉ cái này thì quen quá các bạn rồi đúng không lúc nào đi làm chỉ mong đến giờ kiu thôi ha cái câu này sẽ dịch là gì đúng không thỉnh thoảng cái việc đây đúng không ạ cái việc mà nghỉ ngơi nó cũng rất là quan trọng ok Đúng rồi, chính xác đang khoa. Ok, số 1 chúng mình có từ này là hít thở sâu. Shinkoku. Nhá, hít thở sâu. Được chưa? Dạ, ok nhá. Rồi, số 3 là doryoku. Uh, ờ. ok, nỗ lực nhá. Số 4 thì mình có từ này là ân tục liên quan đến vận động thể dục thể thao nhá. Xong ạ. Jiu yong, ờ mình Rồi, Trẻ sao phần mọi người đều thích phần ngữ pháp Nào ngữ pháp Những câu ngữ pháp này dễ This ,ですね. nè Câu này đơn giản, chọn phát là la ra luôn Đó. Câu này căn tân quá Nào đáp án mấy đấy ạ Kono doro ro kaku cho kei kaku Nana ni ni atatte wa Shimi no mina san Mina sama no go ri kai ga Hitsuyo desu Đó đáp án mấy đấy ạ Rồi lông cho đáp án số 2 Lâm chọn đáp án 2 Với câu này thì ra mà nói là mình còn chả cần phải đọc đọc câu ấy Mình cũng sẽ ra luôn vì có cấu trúc ngữ pháp gì đây các bạn ơi Lâm chọn 2, Dung chọn 1, Quy chọn 3 Ờ, đấy, ừ, xem nào Quy bỏ rồi, Sena Yuki chọn 2, Như Quỳnh chọn 2 Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện là gì các bạn ơi Thu Trang chọn 2, cấu trúc gì đây ạ à? Mấy cái này thì nó là chia thể thôi, không có gì hết Mình quan trọng là cấu trúc ngữ pháp cơ Lan chọn đáp án 2 Phú Lê chọn 2 Các bạn nhìn ra cấu trúc ngữ pháp không? Cấu trúc gì đây ạ? À? hai chứ Rồi cái gọi này chọn đáp á 2 sư mê Rồi tại sao lại chọn 2? Thì mình phải xem là cấu trúc gì ở đây? Tiếp sàng chọn đáp án 2 Ok Trường chọn 2 Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện a à, rồi cảm ơn Khoa Nhi a tệ Nhá Nhi a là khi là nhân dịp Vậy thì cách kết hợp của nó là gì? Cách kết hợp của nó sẽ là v được hoặc là danh từ thế thôi xong rồi đấy về đự thì chỉ có mỗi thằng hai là về đự thôi hết đã bán hai đó được chưa thế nên mình mới bảo các bạn đó là gì ạ à? với những cái mẫu ngữ pháp mà có cách kết hợp ngắn giống như chỉ có một đến hai cái thôi thì các bạn cố gắng là học cách kết hợp cho mình nhé bởi vì có những cái câu mình chỉ đơn giản nên là mình ăn điểm rất ngon lành luôn không mất thời gian mà chắc chắn được điểm đúng không không có phí không? Không? có cái, một cái này là đơn giản nhiều cái kết hợp cái là ra luôn ha rồi ok mọi người chọn đúng đúng không ạ à? rồi cùng với cùng nhau xem nghĩa nhá nghĩa rất là khó đúng không nào khi để đúng không khi mà tiến hành sự xem kế hoạch mở rộng con đường này thì cần có sự hiểu đúng không thấu hiểu của những người dân sống ở sống ở trong thành phố đó còn mấy cái này thì nó sai có cách kết hợp này này Về tà không được này Về tai cũng không được ha vô à, thì hướng cũng không có xài được Nên đó, chỉ nhớ cách kết hợp thôi Mình đã ăn được một điểm rồi Đó, kệ, okay. thì câu số 16 Dù đọc Chứ hôm nay nhanh quá nhỉ, nay toàn câu dễ Sao mình đi nhanh quá ha Rồi, Câu số 16, chúng mình còn bốn câu nữa thôi bốn câu nữa ừ, Chắc là chả nhanh đâu <laughs> Cũng xa xa lấy 11 giờ cả nã Rồi, nào Câu này thì mình thấy nó khá là dễ Đúng không? Câu N3 nha N3 nha Em nữa sao để sẽ Rồi, ồ, chưa thấy ai có comment gì Ok, Lâm là người đầu tiên, đáp ăn 4 Thôi hưu dồ đi Còn ai nữa không ạ? À? Rồi, Quy sàn sẽ đáp án số 4 à, Sui e krabu no yamara kochi wa Watashitachi ni totte Kochi nana ni ani no yona sonzai desu Uh, à, quy chọn 4 này thắng chọn 4 lan sàng chọn ăn số 3 Mai cua chọn đáp án 4. Hải Yến chọn 4. Thực ra cấu trúc à đúng rồi, cảm ơn Huy Sảng thì xác nói đúng hơn là thực ra các bạn sẽ nhìn thấy ngay này. Nó ăn được cái từ yori này này. So với thực ra cái này mình đã học ở N, n mấy ta? N5, N4, N5 cả đã, N5. n, 5, n 5, đúng không ạ? Học từ N5 luôn rồi. Cái yori này nó sẽ mang nét là so sánh đúng không? A yori B thì lúc nào cái người ta muốn nhấn mạnh cái người ta muốn nói đến cũng là về b thế nên thực ra bản chất cái thằng này nó cũng vậy thay vì là a nghĩa là a là cái điều không quan trọng người ta muốn nhấn mạnh về thằng b hơn Đấy chưa rồi không những a rồi ok thế thì câu sẽ là gì ạ nếu nói là b a nếu nói là a thì đúng thì b đúng hơn là <laughs> nghe câu này phức tạp thì các chỉ cần nhớ cho mình nó ăn theo cái từ dồ đi thôi nhá Đấy chưa câu này sẽ dịch là gì đây ạ đáp án chính xác là nhông bằng rồi ok nhá Chúng ở đây, cô Chi là huấn luyện viên Được chưa ạ? Huấn luyện viên Yamara của câu lạc bộ bơi Thì sao? Thì đối với chúng tôi Anh ấy là một tồn tại giống như là anh trai Hơn là một huấn luyện viên Vậy thôi, thực nó chị ăn theo cái từ đi này thôi mà mọi người Nhá, thế nên là hàng 4 mới hợp lý Nào, 1, 2 và 3 có nghĩa là gì đấy ạ? 1, 2 và 3 Nhị, <laughs> khá Nashi ni wa và okage de. Tháng 1 này là N2, tháng 3 này là ở N3, tháng 2 này là N1. Đó. Các bạn còn nhớ nó không? Ni kagirazu. Ờ à, rồi long sàng có thằng số 2 là làm mà là làm mà không là ok ok. Thiếu rồi ngữ pháp của N1 chính xác. Nashi ni wa nó sẽ là dạng ngữ pháp N1 nhá bạn, được chưa? cách dùng của nó thì có hai kiểu cái này chắc là lên N1 mình sẽ học kỹ hơn một đó là gì ạ không có cái gì đó thì không thể thì nghĩa là đằng sau của nó sẽ hay đi với thể nai thể phủ định ví dụ như là không có sự hợp tác của mọi người thì sẽ không thể thành công đấy là kiểu số 1 kiểu số 2 thì nó gần như bằng với nai đế đúng không đến anh ta đột nhiên đến mà không có liên lạc gì cả Uh, nano-den-daku-mo-nashi-ni-wa -no wa nashi ni wa, uh, -no -nashi -ni -wa uh, chẳng hạn, đó là sẽ hai kiểu vậy nhé những cái này nên là 1 bạn học kỹ hơn ha rồi, thế chứ số 1 nào chưa thấy ai nhắn gì, số 1 chúng mình kết hợp với danh từ nhá không chỉ mà còn không chỉ mà còn được chưa, vậy nên cái cấu trúc này về sau nó sẽ hay xuất hiện một cái trợ từ là trợ từ, từ mố Chú ý mình cái này nhá, có thể là, là một cái hin tội để các bạn chọn đáp án nhá. Nó à. No kage de, ok de mà có no thì đằng trước nó phải đi về danh từ, đúng không? Nó là nhờ vào và đem lại một kết quả. Kết quả tốt nhá, được chưa? Nhờ vào giáo viên nên tôi đã đỗ được N2 chẳng hạn, được chưa Rồi cái này thì là cấu trúc khá là cũ rồi. Đó, chúng sẽ đi tiếp câu số 14 nào, Yong bảo. À, câu số 17 ạ, à. Nana <laughs> bảo. Các bạn chịu khó comment cả những cái câu sai nhé để mình gọi là ôn lại một lần nữa ha. Zaitakuna shokuji o takusan tabeta nanane byoki ni nare e kusuri o nomanakute wa naranakunatta. Đi làm. Các bạn học sinh làm bài là sợ nhất cái đoạn này. Tiên <laughs> thấy na na, na 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 là là nhức hết cả đầu đúng không? Rồi cái đúng lúc ai chứ ơ, đúng lúc ai chứ là nhí kagite á tháng sao? đúng lúc vào lúc hoặc là ai chứ gì chứ nó là niki gitte. Được chưa? ạ? <laughs> ok, niki gira dự nó sẽ là không chỉ mà còn nhá. Của Lan này ok này. Rồi câu số 17, tâm sàng có đáp án đầu tiên, chọn đáp án 1. Hải chọn đáp án 1, Ngọc chọn đáp án 4, một và 4 ha. À gế nhị và kara nhỉ ạ. Serena Yuki chọn đáp án 1, Hương chọn đáp án số 1, Linh chọn đáp án 1. Một lá gì mọi người nhỉ? À gế Phi sàng sẽ đáp án số 4. 4. Phú Lê cho đáp 1. Câu này nếu các bạn dịch chay thì sẽ rất dễ nhầm giữa 1 với 4 tại vì 4 nếu mà đẩy vào dịch nghe cũng nghe cũng hợp lý. Đấy là lý do các bạn phải nhớ cái câu ví dụ của nó đấy ạ. Rồi ờ uh, Hương V tà à, ghê cự đúng rồi, V tà à, gê cự. Nhưng mà Karaniwa nó cũng đi với V tà được mọi người nha. Thế thông thường mà rồi kim cúc chọn một long chọn một quỳnh chọn một như chọn một Trang um, chọn một thắng là chọn đáp án hai si đài đệ. si đài thì thứ nhất là nó sẽ khó khó cũng có kết hợp với thể thường nhưng mà nghĩa nó sẽ hơi khác một xíu rồi hai là sau khi ba là trong lúc bốn là một khi mà đã rồi ok đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số một thôi ạ à. cái này là sau khi được chưa? Sau khi gì đó Cái đằng trước nó sẽ là những cái mà có Có thể mô tả trong thời gian dài Hoặc là có những cái mức độ lớn chẳng hạn Thì nó sẽ có thật cứ sẵn đây để mô tả nó rồi Đúng không? Sau khi mà ăn quá nhiều những cái đồ ăn mà dây tắc cự là kiểu xa hoa xa xỉ Kiểu đồ ăn uh, tôm hùm, bào ngư, vi cá đó các bạn Đúng không? Thì sao? Thì tôi đã bị bệnh và phải, đúng không? Phải uống thuốc Noma na cự tề ra này này là hết nhá cự nát ta là trở nên đúng chưa không có gì phải sợ hết rồi còn tại sao những cái đáp án kia nó lại sai thì số 2 là chi đài này si đài với đấy long của cho mình là gì đấy ở à, long là sau khi sau khi sau khi nó sẽ có ba nét nhá chi đài nó có ba nét nhá cách kết hợp nó sẽ khác nhau nét số 1 ngay sau khi thì sẽ thì cái này nó sẽ đi với vmax bỏ mắt sự đi. Đúng không? Nhá. Nihonji thô chắc shi shi đại đúng không ạ? Renraku shimasu. Đó. Vmax sự bỏ mắt sự ha cộng với shi dai, đấy là ngay sau khi thì sẽ. Thằng số 2 nó là tùy thuộc vào thì cái bác này hay đi với danh từ nhá. Anata shi dai desu. Còn cái số 3 nó là thế nên là đúng không? À, ví dụ như là vì là em sẽ sắp sửa về nước Thế nên là em tới để chào thầy Đó thì thằng suy đài số 3 là lại khá là hay đứng ở cuối câu Mô tả, mô tả kết quả Được chưa ạ? Rồi Hay, Giờ có đáp án số 3 sai chiêu nhí Chắc là cũng không có gì để bàn cãi rồi Danh từ nô no, hoặc là VT được đang trong lúc vậy thôi kara nhiều ạ là một cái các bạn khá là hay nhầm như vừa nay ai nhỉ ai sẽ cho mình một cái khá là hay nhỉ đây long sạc một khi mà đã chính xác với cái thằng này nó sẽ thường để nhấn mạnh ý chí quyết tâm của mình nhá được chưa vậy nên về sau của nó thường hay đi với những cái dạng như là phải làm gì đó này đó được chưa một khi mà đã hứa là phải làm đó thì cái này cái câu phía trên nó lại không có liên quan gì đến một cái nhấn mạnh về mặt ý chí cả thì nên là cái búa nó không hợp lý Yeah. Nên là các bạn chỉ nhớ là vì nên sẽ sai câu này. Rồi ok, câu số 18 là Jiu Hachi bạn. Sensei nói lại nghĩa thứ hai của si đài. Ờ uh, đài nghĩa thứ hai là tùy vào. Được chưa ạ? Ví dụ như là gu dekiru ka dou ka anata dai Đỗ hay không đỗ là tùy vào bạn thôi. Bạn học nhiều thì đỗ mà bạn chẳng học thì trượt. Đó, nó sẽ mang nét như vậy nhé Được chưa ạ? Đó, cái nét đấy thì khá là hay hay dùng nguyên chỉ đi về danh từ thôi. Ok chưa Lan? <laughs> đấy okay, cảm ơn tâm sáng <laughs> rồi ok rồi câu số 18 các bạn nào có đáp án nào trường trường sàng chọn đáp án ba yuki chọn ba câu này thì dễ quá câu này mặc dù nửa hai n hai nhưng mà nó có cái cái để nhận nhận biết ngữ pháp đúng không nên câu này khá là dễ à, rồi long chọn ba yến chọn ba ừ. nó cũng có thể nan ná -na với nhí ốt tê đó nhá nhưng nó chỉ là nan ná -na thôi À, trường chọn đáp án 3, quả nhiên, rồi Mai Cua chọn ba, Huy Nissan chọn ba, quả đúng là <laughs> câu này dễ đúng không? Hay. OK, à, Hoàng chọn đáp án 3 Selena Yuki và Hải chọn đáp án đúng ha. À rồi cảm ơn Long chúng mình có một cái gọi là gì nhỉ? À, một cái đặc điểm để chọn ra ngữ pháp, Bạn nhìn thấy nó không? Sasuga, Sasuga, dakeate, câu để dễ quá trời. Sao bạn nè? Câu này không có gì để bàn cái vì nó quá dễ ha. Rồi cái kim cúc ngô tiệp linh này diệp này ok các bạn đều chọn đúng hết. Chính xác này sẽ là quả đúng là được chưa ạ? Về A nó đã như thế nào đấy rồi nên về đằng sau là kết quả đương nhiên. giống như là quả đúng là đã đi Nhật tận 10 năm liền nên là tiếng Nhật đương nhiên là gì thôi, là giỏi đúng không nào? Thì câu này nó cũng thế nhá, nó rất hay đi với cặp này. À, khen ngợi nhá. Sakusuga ni ryūgaku shita dake atte no wa native no yoda Đúng không? Rồi sẽ là gì nhỉ? coi gì là gì các bạn à, rồi quả thật là đi du học có khác chính xác nhá quả nhiên là đi du học có khác đúng rồi phát âm của cô ấy như như người bản địa vậy rất là siêu đúng không rồi à, các bạn khác thì rồi ok nhanh quá trời bà ca đi nhị bà gì đã nó bằng với gì ta bà ca đi nhị có ai à rồi một là vì ok cảm ơn long Bakari nhìn nó bằng với say đế nhá Được chưa? Trong các cái Bakari thì mình có thêm mở N2 là Bakari cào và Bakari nhị Bakari nhìn nó bằng say đế Đó là ta vì nhá Ue đế, ue đế Này có ai ta rồi ok Long Ui, này. Hà, chính là Long ngữ pháp rất là chắc này Ue đế chúng mình sẽ có hai kiểu kết hợp nhá Một là về đự Hai là V tạo Ngoài ra thì nó có thể đi với danh từ nữa nhá Danh từ nô no. Về thì dịch là khi Veta dịch là sau khi Thế thôi ạ à. Tokoro, veta tokoro là sau khi Sau khi hoàn thành cái A thì mới nhận ra một cái gì đó ở B như là Sau khi tôi đi khám thì mới được biết là tôi bị ung thư chẳng hạn Đó, veta tokoro Được chưa Giờ, rồi Siêu quá trời Câu số 19 kêu bảng Mỹ câu này thì nó cũng khá dễ thôi Chắc bạn sẽ làm được ngay này Tí câu 20 mới khó Rồi Câu 20 kiểu gì tí có thể sai mà xem Hay nào Yeah. Ê... Khoan khác đâu rồi ạ? Là... À, ok. Ừ. Rồi nào, mời các bạn. Shogakko teine a tegaku no kodomo ni sonna Chúng mình có một cái cấu trúc xuất hiện lần trước mình cũng gặp rồi lại cô này này. À, lần trước chúng mình vừa gặp nó ở cái đề tuần trước xong đúng không? nào các bạn sẽ là gì đây ạ? À? và cái cô này không đời nào mà nó không thể nào mà rồi ok, vừa nãy long có đáp án là một bốn ba hai này đức Sàng cũng là một bốn ba hai lan là một bốn ba hai ok ngọc cũng chọn đáp án tương tự trang cũng thế không phải dễ mà hạt đúng không cúc cũng là một bốn ba hai một một bốn ba hai rồi à, chủ ngữ với đúng không với một cái đứa nhỏ mà mới có năm năm thấp của tiểu học tức là mới năm một năm hai thôi thì số nam muzukashi sau tính từ chú ý mình nhá nếu nó không phải là dạng cấu trúc ngữ pháp gì nữa thì sau những cái này nó sẽ đi với danh từ được chưa mà danh từ ở đây thì chỉ có thể là hanashi thôi một vào đây rồi hanashi o sau o các bạn đều chọn đáp án một bốn ba hai ok sau o lại đi với động từ, đúng không hoặc là dạng một cái dạng phó từ bổ nghĩa cho động từ nhưng mà cho không có phó từ chúng mình có động từ thì có hai cái cái một với cái ba nhưng mà nếu các bạn cho cái ba vào đây thì câu nó không ra nghĩa đúng không thế là hana shio si tề mộ là hợp lý này cho dù có đưa ra một cái câu chuyện một cái vấn đề khó như thế đi chăng nữa thì desho có lẽ là bọn nhóc nó cũng không có hiểu được đâu 1, 4, 3, 2 Và cà rích Đúng không? Chính xác Rồi chúng sẽ có kết hợp như vậy nhá Ok quay vẻ dễ hả nào Câu khó đây, chúng tinh thần chưa Câu cuối cùng Câu khó nha Câu này theo các bạn làm được không nhá Đây là cục kiểu Cục kiểu Quê hương Quê hương Rồi nào, nào À, ok, ít cô này bằng thế kỳ này nhưng mà nó sẽ cảm giác là mạnh mẽ hơn nha cái cô này để nó sẽ mô tả một cái tâm trạng của người nói mà không đời nào không thể nào mà rất mạnh mẽ được chưa ạ rồi ok nào bắt đầu câu số 20 mươi rồi đấy ạ chắc là không một từ nào là từ mới đúng không đó câu này câu này xem có ai có ai bị sai không nào Ừ đấy Cố gắng nhé mọi người ra lớp buổi nay này, này. À, Ngày mai thì sẽ là câu hỏi khó N3, N2 Và thứ sáu thì sẽ là một cái buổi livestream cho N3 Là chúng mình sẽ chấm hết đúng không? Thứ bảy nghỉ ngơi, xả stress, xả đầu óc một chút Và chủ nhật mình sẽ đi thi trong trạng thái tốt nhất nhé Rồi ok, các bạn đang có đáp án này Hương là Hương chắc là nhận câu vừa nãy Hải, 4321 Cúc 4321 Ngọc là 4321 rồi Có đáp án khác rồi này Như 3241 Chi tên là 1432 Thấy không? Kiểu gì cũng có người hơi phân vân câu này mà Các bạn thấy có ngữ pháp gì đây không ạ? À? Ngữ pháp gì mình có ở đây ta? Ừ 4321 1432 à, Số lượng các bạn chọn là 4321 Có vẻ đang khá là nhiều ha Cấu trúc ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Mình có nốt câu này thôi 4312 này Ok, đang thấy không? Đúng là câu khó, có sự phân vân chứ rồi cấu trúc, cấu trúc gì các bạn? 4, 3, 2, 1 1, 4, 3, 2 ừ. <laughs> Như đánh đề với đánh tổ hợp vậy <laughs> À cảm ơn Đức Sà Chúng mình có cấu trúc ngữ pháp mù no Tuy nhưng Đúng chưa? Tuy gì đó thế nhưng mà Hai sự việc trái ngược nhau Rồi, mình sẽ có nhá Hisashiburi nhị đã lâu lắm rồi Nào, tomoda tomodachi tachi Yuzin tachi wa Kaeta Cô kêu nhí, rõ ràng là về là về quê rồi Chắc chắn 43 là sẽ đi với nhau Cô kêu Nhi Khai Tạ Được chưa? Rồi Mono no thì nó cũng không thể xếp được sau Tomodachi của nó buộc phải nằm ở đây Quan trọng là cái một nó đứng ở đâu Đúng chưa? Quan trọng là cái một nó đứng ở đâu Thì mình phải dựa về sau này Shigoto ya Yoko de Dare mo urazu Chẳng có ai ở nhà cả Do là đi du lịch với công việc hết rồi Thế thì chẳng có ai ở đây ai là ai ở đây ạ à? rồi đúng không quan trọng bị đặt là ờ ừ, ai thì ai không có thì không thể là các các bạn về quê thế nhưng chẳng có ai ở đây thì câu nó hên quá nên nó phải là mặc dù tôi lâu rồi mới về quê nhưng các bạn chẳng có ai ở đó vì do đi du lịch hoặc là làm việc nên tôi đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là nhàn rỗi nên đáp bạn nó phải là một ở đây nhá bốn 3, 2, 1 Được chưa ạ? Đó Rồi ok Đáp án Được chưa? Đấy Quan trọng là mình phải dịch được cơ Tôi sẽ dịch là mặc dù đã lâu lắm rồi tôi mới về quê Thế nhưng bạn bè thì chẳng có ai ở đó cả Do mọi người đều có công việc hoặc là đi du lịch Vậy nên tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất nhàn rồi Nhá, ok, được chưa? Rồi, vậy thì đây sẽ là bài cuối cùng rồi và câu cuối cùng rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần danh ngôn nhé hãy hơi dài một chút xíu nha à seiko wa koufuku no kagi dewa nai koufuku ga seiko no kagi nanoda. jibun no yatte iru koto o ai shite iru nara kitto gokaku suru daro ok câu này chắc là cũng không có quá khó dịch đâu đúng không chủ ngữ đầu tiên thành công, điều hòa này không phải là chìa khóa của hạnh phúc, đúng không? mà hạnh phúc mới là chìa khóa của thành công, nhá. thành công thì à, gì ạ à? hạnh gì ạ thành công thì chưa chắc là hạnh phúc. thế nhưng mà khi các bạn hạnh phúc thì chắc các bạn đang thành công, được chưa? rồi về câu này sẽ làm là gì? Nada nếu mà bạn yêu thích cái việc mà bạn đang làm ạ thì chắc chắn bạn sẽ thành công, nhá. Rồi ok Hai, được chưa? Rồi, cảm ơn Sen cảm ơn Huy Sàng Rồi, hai Quá xuất sắc, được sai có hai câu đây à? Rồi, hôm nay là buổi cuối cùng của chúng mình rồi Và mong các bạn đều có những cái gì nhỉ? Tâm lý thật là tự tin, bình tĩnh khi đi thi nhé Thực ra đề thi nó không khó Chiếu các bạn cứ hay bị mất tự tin, mất bình tĩnh thôi Hẹn gặp lại các bạn điểm thi N2 nhé Bye bye